Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em tiếp tục quay lại với kênh để Khang Minh tranh thủ giới thiệu hàng Mỹ về trong buổi chiều ngày hôm nay nhá. Sẽ nhanh thôi bởi vì công việc rất là vội, hàng đi hàng về liên tục. Và hai nữa là cái dịp hàng này Khang Minh đang cập nhật hàng về rất là nhiều. Cho nên là những cái model hoa JB nó nhiều mà Khang Minh giới thiệu không cả hết luôn. Thì Khang Minh sẽ cập nhật dần dần lên kênh hoặc là trên Zalo để toàn thể quý anh em cùng nắm được nhá. Đấy. Và xoay quanh đến những cái sản phẩm Pro Mỹ Bãi để chúng ta nghe ca hát biểu diễn giải trí chuyên nghiệp đồng bộ theo nhà hãng, thì chúng ta có những cái Konami Crown để chúng ta phối ghép theo từng cặp loa JB khác nhau theo tập đoàn Hackman Cao Đông, theo âm thanh Mỹ đấy. Và video này chúng ta xoay quanh 4 Konami của hai đời khác nhau, một con nguồn tăng phô, hai con xin lỗi 5000VZ và 5002VZ như thường lệ đều là hàng viện trợ tiếp tục cập bến. Mỗi model được một con, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, Khang Minh sẽ quay chi tiết mặt mũi rồi thì chữ nghĩa để mọi người cùng xem. 5000VZ này, móc có đồ tây, đẹp cực kỳ luôn. Từng cái con ốc bắt quay sách này, mọi người thấy không? Nó sắc nét, nó sáng choang, rất là đẹp. Đấy, chữ nghĩa, volume, rồi thì nút nguồn, ốc nhái này, mặt mũi, lóc máy gần như là không tì vết đấy. Bên trên này là những cái vệt tay mồ hôi mà Khang Minh khui và bưng bê đấy, mọi người thấy không, gần như không tì vết nhá, đẹp tầm 90 mấy phần trăm. 5002 ốc nhái này. Đấy, sau đó là tiếp tục công việc trong buổi chiều, Khang Minh lại test đồ, dán tem, đóng gói lên đường tiếp theo của những cái sản phẩm mà các bác quý anh em mua sắm liên tục trong những ngày vừa qua. Đó. Đây, biên hồng nữa. Và những cái model Omni Crown từ trước tới nay các bác quý anh em nắm được rồi, trên Khang Minh chỉ về hàng tuyển chọn, siêu tuyển chọn thôi. Hàng lầy lọ, hàng ABC thì không bao giờ Khang Minh về, kể cả rẻ cũng không bao giờ về. Đấy. Toàn bộ là đời 32 con sò vương miện. Siêu đẹp rồi. Hai cái model này thì gần đây nhất là Khang Minh cung cấp em Dũng Bình Chánh này, rồi thì bác khách Bắc Linh này, và một hai bác nữa. Nhiều khi là không thể nhớ hết được, hàng về và cung cấp đi liên tục rồi. Rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. Tiếp tục đến hai cái nhân vật chính trong nhà. Danh giá nhất, đắt tiền nhất, cao số nhất của Crown cho đến thời điểm hiện tại. Đó chính là 12.000 HD của dòng iTech. Nguồn xung có DSB. Hàng demo gần như mới luôn. Không có một vết nào cả. Cực đẹp. Crown 12.000 HD. Và cái model này thì Khang Minh cũng hết hàng tầm cỡ 4-5 tháng rồi. Đấy. Và đối với những cái model iTech nguồn xung có ESP nhá, thì trong cái con men nó có reset, nó có những cái chương trình của những cặp loa JB khác nhau, và đặc biệt là những cặp loa JB đời cao. Chúng ta gọi cái chương trình gì xét ra, update để nó đồng bộ đánh cho chính cái cặp loa đó, thì cái âm thanh của nó ma mị và nó hay vô cùng luôn. Có điều chúng ta có tiền để chúng ta chơi nó hay không thôi, bởi vì giá những cái con này không hề rẻ một chút nào. Đấy. Trên nóc máy không có một vết gì hết, đẹp cực kỳ luôn. Hai con. Quay thật là chi tiết, sau đó là chúng ta sẽ xem đến phía sau. Wow. Vừa rồi thì Khang Minh có 3 con 12.000 HD này, 9.000 này, 5.000 này thì cung cấp đi cả rồi. Tiếp tục ngày hôm nay 2 con 12.000 HD luôn. Đấy. Từ
từng cái con ốc. Quá đẹp luôn, phía sau nhá. Và có một số các bác quý anh em hỏi là những cái con crown thì có những cái tên là am crown, đấy, vàng crown. Thì ở video này Khang Minh sẽ trả lời các bác quý anh em ở cái tên đấy, am crown là gì. Chúng ta hãy xem hai cái con này đã trước khi đến cái phần đấy. Đấy, ra loa này, new trick speak công. Rồi thì input output như mới cứng. Đây này, made in USA. Đó. Ngày tháng năm sinh này, 14 tháng 9 năm 2011. Tức là nó sản xuất được tầm 11 12 năm rồi. Xem con này. Con này cũng như vậy, 14 tháng 9 2011. Đấy. Đây là CG này, mã vạch từng con này. 150 06 986. Đấy. 1500 207 002. Thật là chậm. Từng cái con rắc, từng cái cầu loa vàng ươm sáng choang. Quá đẹp luôn. 4 ôm nó đạt 4500W trung bình trên một kênh. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xoay quanh đến cái tên crown và cái tên am crown. Đấy, thì như các bác quý anh em nắm được là tất cả các model crown nó đều có cái tên am crown. Đó, thì theo như Khang Minh nắm được và Khang Minh tìm hiểu thì cái tên am crown tức là hãng nó xuất cho thị trường nước Nhật Bản. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn lại tất cả những cái linh kiện bên trong đều giống nhau 100%, không khác nhau một tí nào cả. Chỉ khác cái tên crown và am crown thôi. Đấy. Cũng có một số anh em bảo là cái tên am crown tức là nó sản xuất tại Anh, nhưng mà không phải. Đấy, như vậy để các bác quý anh em cùng nắm được nhá. Rồi, Khang Minh xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý anh em các bác ở những video tương tự kế tiếp lần sau. Mọi người quan tâm hoặc là cần tư vấn vui lòng liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên tấm biển này. 0912898787 và địa chỉ inbox Zalo khi các bác quý anh em cần nhá. Xin chào thân ái, hẹn gặp lại những video kế tiếp tương tự lần sau.